trong tiếng bày nên đem hình xếp thành 3 hàng ngang trước tượng đài Bắc Hồ, lấy tượng đài Bắc làm trung tâm. Buổi lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2023, ngày 18 tháng 7 năm Quý Mão, đoàn đại biểu hợp tác xã chợ Bến Thủy thành phố Vinh đến quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Người. Tham dự lễ dâng hoa hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính báo với bác ông Nguyễn Khắc Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã; bà Nguyễn Thị Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân vũ chợ Bến Thủy, cùng các chị em trong Câu lạc bộ Dân vũ và bà con kinh doanh tại chợ Bến Thủy, thành phố Vinh. Kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tổ thiên tài của Đảng ta, của nhân dân ta, người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn đảng toàn dân ta một di sản cao quý. Đó là tấm gương người sáng về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Đoàn đại biểu xin về bên bác, kính dâng lên bác lãng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin kính cẩn nghiêng mình cầu mong anh linh bác phù hộ độ trì cho đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc, phù hộ cho đoàn đại biểu hợp tác xã chợ Bến Thủy thành phố Vinh luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao. Xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn. Với tình cảm thiêng liêng đó, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Khắc Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã; bà Nguyễn Thị Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân vũ chợ Bến Thủy, thay mặt đoàn đại biểu kính dâng lãng hoa tươi thắm lên anh linh trực Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính mời.
Hồ Chí Minh đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin mời đoàn vào bàn thờ làm lễ dâng hương.